Thank you.
bao giờ ai được làm cha mới biết núi cao vời vời. Bao giờ ai được làm cha mới xót xa chín tháng đau của mẹ. Cha thời không mang nặng đẻ đau, nhưng nhìn mẹ đau cha đau gấp hơn trăm lần. Mẹ thời đứt ruột chôn nhau, nhưng có cha mẹ chẳng đau trong già. Bao giờ ai được làm cha mới biết lo xa lo gần. Bao giờ ai được làm cha mới thấm câu nước mắt rơi xuôi dòng. Chưa một lần con được nhìn cha khóc, nhưng nhìn mẹ khóc cha giấu giọt lệ sâu. Mẹ cười nhìn con mình khôn lớn, nên vô tình làm nước mắt cha rưng. Làm cha ai được làm cha mới thấy trời bao la, mới biết ơn sinh thành. Những khi dỗ dành con ôm con đau. Làm cha ai được làm cha mới thấy mình bao dung, mới biết thương vô cùng. Lúc con bập bẹ gọi tiếng cha mẹ. Cha già vẫn thương dạy con, những lúc con thơ dại khờ. Bây giờ con được làm cha mới hiểu ra hai tiếng la rầy. Xin thời gian chậm chậm trôi, để tóc cha mãi xanh như hôm nào. Để nhìn con mình được làm cha đi mang vui lúc cha tuổi già. Ai được làm cha mới biết lo xa lo gần. Bao giờ ai được làm cha mới thấm câu nước mắt rơi xuôi dòng. Chưa một lần con được nhìn cha khóc, nhưng nhìn mẹ khóc cha giấu giọt lệ sâu. Mẹ cười nhìn con mình khôn lớn, nên vô tình làm nước mắt cha rưng. Làm cha ai được làm cha mới thấy trời bao la, mới biết ơn sinh thành. Những khi dỗ dành con ôm con đau. Làm cha ai được làm cha mới thấy mình bao dung, mới biết thương vô cùng. Con bập bẹ gọi tiếng cha mẹ. Cha già vẫn thương dạy con, những lúc con thơ dại khờ. Bây giờ con được làm cha mới hiểu ra hai tiếng la rầy. Xin thời gian chậm chậm trôi, để tóc cha mãi xanh như hôm nào. Để nhìn con mình được làm cha đi mang vui lúc cha tuổi già. Cha! Cha!
dáng chùm chùm trôi để tóc cha mái xanh như hôm nào, để nhìn con mình được làm cha niềm an ủi. Lúc cha tôi già cha yêu ơi, mình còn trong mưa, giờ mình ngồi đây lòng thương nhớ cha đã rời xa. Kỷ niệm thơ ngây ngày xưa quá êm đềm, ngọn ngào trong tim năm tháng khó quên. Đến phút cuối cầm tay cha yêu, mong bao con phải thương yêu nhau. Lời người con xin nguyện luôn khắc sâu dù cuộc đời. Cha yêu ơi, con nhớ không quên ngày đó, khi con thơ khôn lớn bên cha từng ngày. Giờ còn đâu nữa ngọn ngào thơ ấu, cuộc đời ai biết đâu ngày mai. Con không quên năm tháng bao la tình cha, giang đôi tay ôm ấm con thơ vào lòng. Người là anh xa dọn đường con bước, cha ơi mãi không quên tình cha. Vắng bóng cha, nhớ mãi dáng người cha yêu xưa. Cha yêu ơi, mình còn trong mưa, giờ này ngồi đây lòng thương nhớ cha. Rồi mời ba vị bước tới lần phía trước, lần trước đi, lần trước lần phía trước nào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Lễ kính Đức Phật, Đức Thầy, xin kính thưa quý bà con thân thân tập bà con láng giềng và chị Sáu chủ gia cũng là chủ sự của lễ tang hôm nay. Thì cũng được biết hôm nay là ngày 22 tháng 4 năm Giáp Thìn, nay là ngày lễ nhập quan thân khác cho ở dự sáu tục dân là Trần Văn Lên đã từng trần hưởng thọ 65 tuổi. Thì sao nhà Phật con người sau khi chết thì cũng được chết thì cũng còn có cái linh hồn mà thầy đã cho biết là sau khi bắt linh hồn khi chẳng mất. Và mai cơ duyên chúng ta đã gặp được Đức Thầy qua cái giáo lý chân truyền, Đức Thầy cũng đã dạy cho ta là cầu được hồn cho được giảm sanh, đây chỉ rõ đường đi nước bước. Và về trong tang lễ thì Đức Thầy cũng đã dạy cho ta là nay ta đã quy y đầu Phật thì do sự thành tâm cầu nguyện và đem tình cảm giác của anh chị em trong đạo mà cầu nguyện trong linh người chết được siêu sanh về khỏi thọ.
thế nên gia đình hôm nay cũng đã hiểu rõ sự nhiệm màu và lòng từ bi của Đức Phật. Nên nhân lễ nhập quan hôm nay thì gia đình cũng có đặt bàn cầu Phật và sắm hương hoa đăng tịnh thị và cúng cho Tam Bảo cùng chư Phật và cũng độ sự tham dự quý bà con trong tâm tập cùng đồng đạo theo ngàn đồng đến đây để hiệp tâm cùng gia đình trước trời chia buồn cùng gia đình. Sao cũng có thắp nén tâm hương màu nguyện cầu cho hương lên ông được dặn danh về miền được làm thì với nghĩa cử và tấm lòng cao đẹp đó thì tôi cũng thay lời cho gia đình là thành kính tri ân. Và giờ đây đã nhận hương xong để bắt đầu vào buổi cầu cúng. Trước nhất là phần lễ sắp theo tôn giáo tỉnh tầm mốt tâm về ô chủ quyền đồng kính ba xá Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Và hướng tâm về ô Tam Bảo đồng kính ba xá Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Và hướng về chư chư Phật này thành kính hai xá Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Và các ngôi thờ bên trong để xong thành quy ra phía trước. Và tiếp đến là Phật chánh cầu nguyện một lần ba lượt trước là cầu Phật mà Đức Thầy đã dạy thứ bảy chánh đẹp dạy thầy khi cầu khi nguyện chuyện gì thành tâm để được như vậy thì tây phương khi ở khỏi xa thành tâm thì có Phật mà đáo lai để cho buổi lễ hôm nay được Phật kết quả tỏ đáng thì quý vị thân can em tâm thân cả thành tâm người và đồng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy. Nay chúng con thành tâm cầu nguyện cho Trần Văn Lan hưởng thọ 65 tuổi nay lễ nhập quan. Nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh được thoát chốn mê đồ giảng sanh miền cực lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Sỉnh xá một xá về Đức Lạc. Cảnh chế không dặn thì cầu luôn luôn sắp được cắt một cái một. Còn lại trên này
ai dụ dỗ lại tiếp cầm hơn kìa. Đấy, không tin của tao á. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ thỉnh tập chắc tay dùng mình để hòa nguyện Tây Phương Tập thế giới tam thập lục có dạng nhất thập ba nhất dạng cũng thiên mẫu ba đồng danh đồng hiệu đại từ đại bi tiếp dẫn nhân lực A Di Đà Phật chí tâm định để Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ thỉnh chắc tay dùng mình để hòa nguyện Nam Mô đồng hiệu đại từ đại bi tiếp dẫn dân linh A Di Đà Phật trí tâm đảnh lễ Nam Mô nhớ Phật và nhớ ngàn cố thiêu mẫu ba trí tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật và đứng chắp tay một cái đường tiếp Nam Mô nhớ Phật và nhớ ngàn cố thiêu mẫu ba đồng danh đồng hiệu đại từ đại bi Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát thì thời thứ nhất chịu xong xin phát ngày nhận ơn để tiếp tục thời cầu nguyện thứ hai để nhờ một chút nào để tốt hơn. Tạo cùng quá kiều xa gần những vọng đến đây để hiện tâm cùng gia đình để đang gặp tâm họ cùng với tâm ơn nguyện cầu cho mưa vừa được giảm sát tiền nghiệp cực lạc. Thì hôm nay cũng đồng hộ niệm cho dưỡng lòng đúng công niệm Phật để cầu cho linh hồn của được dân hồn của dưỡng được giảm sát tiền nghiệp cực lạc và ở đây sẽ chúng ta đồng nguyện. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Có Dạng Nhất Thập và Nhất Dạng Cũng Thiên Mẫu Ba Đồng Danh Đồng Hiệu Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Dân Linh A Di Đà Phật. Con cáo lại cầu bà con nói kìa Tam Bảo Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Có Dạng Linh A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Đồng Danh Đồng Hiệu đại từ đại bi tiếp dẫn dâm linh A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Để chấp tay vào một cái nguyện tiếp. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Có Dạng Nhất Thập và Nhất Dạng Cửu Thiên Mẫu Ba Đồng Danh Đồng Hiệu đại từ đại bi tiếp dẫn dòng linh A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Và bốn lại xong à, con cháu hướng lên, con cháu hướng về Phật cả vị Bồ Tát. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Và ba thầy cùng nguyện tới đây đại viên mãn. Bây giờ tiếp theo mời đến bên đội tổng bị như nay vị thì mời đội tổng bị bước vô để làm việc. Hồng trần xoay dần qua ngang kiếp phụ sanh tu tán mấy lâm hồi người đời có biết chăng ôi thân người tuy có rồi lại không chim bao khéo khuấy la lùng mơ màng trong một giấc nồng mà chi làm cho buồn chán thế ni hôm qua còn đó bữa nay còn đâu khi nào đứng đứng ngồi ngồi bây giờ thêm thiếp như cành cây khô
khi nào du lịch giang hồ, bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài. Khi nào lượt dắt trăm cài, bây giờ gửi xác ra ngoài đồng hoang. Khi nào trao ngọc chuốc vàng, bây giờ một năm xương tan lành tan. Khi nào mẹ mẹ cha cha, bây giờ khuất núi cách xa buồn trùng. Khi nào vợ vợ chồng chồng, bây giờ trăng khuyết còn mong chi tròn. Khi nào cháu cháu con, bây giờ hai ngã nước non xa vời. Khi nào cốt nhục vẹn mười, bây giờ lá héo nhành tươi vui gì. Tình rồi một giấc say xưa, sẽ xin niệm Phật mà đưa hôn về. Hôm về cực lạc nước kia, cho xa hàng vị mà lìa kiếp ma. Nhờ ơn Đức Phật Di Đà, phóng ra một ngọn chói lòa hào quang. Trong khi tiếp dẫn rõ ràng, dắt hồn ra khỏi sao đàn nghiệp nhân. Cuộc hồng trần xoay dần qua ngang, kiếp phụ sanh tu tán mấy lâm hồi. Người đời có biết chăng ôi, thân người tuy có rồi lại không. Chim bao khéo khuấy la lùng, mơ màng trong một giấc nồng mà chi. Làm cho buồn chán thế ni, hôm qua còn đó, bữa nay còn đâu. Khi nào đứng ngồi, bây giờ thiêm thiếp như cành cây khô. Khi nào du lịch giang hồ, bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài. Khi nào lượt dắt trăm cài, bây giờ gửi xác ra ngoài đồng hoang. Khi nào trao ngọc chuốc vàng, bây giờ một năm xương tan lành tan. Khi nào mẹ mẹ cha cha, bây giờ khuất núi cách xa buồn trùng. Khi nào vợ vợ chồng chồng, bây giờ trăng khuyết còn mong chi tròn. Khi nào cháu cháu con, bây giờ hai ngã nước non xa vời. Khi nào cốt nhục vẹn mười, bây giờ lá héo nhành tươi vui gì. Tình rồi một giấc say xưa, sẽ xin niệm Phật mà đưa hôn về. Hôn về cực lạc nước kia, cho xa hàng vị mà lìa kiếp ma. Nhờ ơn Đức Phật Di Đà, phóng ra một ngọn chói lòa hào quang. Trong khi tiếp dẫn rõ ràng, dắt hồn ra khỏi sao đàn nghiệp nhân. Trong khi tiếp dẫn rõ ràng, dắt hồn ra khỏi sao đàn nghiệp nhân. Thank you.
Hôm nay thì sáu cái mấy cháu là bây giờ con người có cái số mà bị con ai chết khỏi thì bây giờ đây thì sáu đã qua đời trước là như vậy là cái rồi còn ai nữa có Nam Mô A Di Đà Phật và hướng tâm và ngôn tâm bảo trần xá ba xá Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật và hướng về chân dung đức thầy thật chính hai xá Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật và hướng quay về phía trước. Quay về phía trước này quay trở lại vô trong và đồng hướng về ngôn của quyền đồng xá ba xá Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật và quỳ xuống đây mấy cháu. Và quỳ chắc hơn lên trán để nguyện chắc hơn lên và Nam Mô A Di Đà Phật cúi kính dâng hương trước cụ quyền cầu trên thất tổ chứng lộc thiền. Hôm nay là ngày 22 tháng 4 năm Giáp Thìn, nay là ngày lễ nhập quan thân xác cho ông Trần Văn Lên, là cũng là ngày ông đã qua đời. Mời với cái lòng hiếu đạo vợ con cháu hậu ngoại qua 65 năm ông đã sống nuôi dạy và tạo nên gia thế cũng như là sự nghiệp, nay ông đã qua đời. Với cây công đức này, nay vợ con và cháu hậu ngoại đã ghi nhớ đến trọn đời. Và cũng nhân đây thì vợ con và cháu cũng xin trình lên ơn trên phủ quyền thất tổ để chúng con được nhận tan cho chồng cha ông của chúng con. Và cũng nhờ trên phủ quyền thất tổ để gia hộ phước lành, để nhờ ơn Phật tổ Phật thầy người phương chư Phật cứu độ vô lên ông được sống chốn mây đồ chẳng sanh liền cực lạc. Nam Mô A Di Đà Phật thỉnh xá một cái về đức là và đồng xá
giờ đời con vấp ngã lắm buồn lầy để con trẻ bước qua. Cha yêu ơi, con thương cha nhiều lắm, hãy cho con xin một lần thứ tha. Thời gian qua con đã vô tâm làm cha đau. Cha yêu ơi, con thật sợ lắm, sợ một ngày không còn cha bên con. Giờ vòng tay cha mãi xa con một đời, bởi con chỉ có mình cha thôi. Cha yêu ơi, con thương cha nhiều lắm, hãy cho con xin một lần thứ tha. Thời gian qua con đã vô tâm làm cha đau. Cha yêu ơi, con thật sợ lắm, sợ một ngày không còn cha bên con. Sợ vòng tay cha mãi xa con một đời, bởi con chỉ có mình cha thôi. Vòng tay cha mãi xa con một đời, bởi con chỉ có một mình cha thôi. Dòng sông ra khơi như gió buồn theo mây trôi, xác thân chỉ là tạm thôi, muôn kiếp đất lành nghỉ ngơi. Còn gặp nhau hôm nay mới hay thêm được một ngày, hoa lá xanh chỉ một thời, mai úa hoa tàn một đời. Một đời người đâu có bao lâu, từ khi mang tiếng khóc ban đầu là đời chìm trong kiếp bể dâu. Người sao không thương người đến khi chia tay lìa đời, ta mang theo được gì đâu. Đường trần bao gian lao, mưa gió gọi thêm cơn đau. Bước chân xa vùng tuổi thơ, cay đắng quên dần mộng mơ. Một hồi chuông lên khơi tiễn đưa linh hồn một người, tiếng khóc trẻ thơ chào đời, nỗi tiếc khổ đau loài người. Dòng sông ra khơi như gió buồn theo mây trôi, xác thân chỉ là tạm thôi, muôn kiếp đất lành nghỉ ngơi. Còn gặp nhau hôm nay mới hay thêm được một ngày,
hoa lá xanh chỉ một thời, mai úa hoa tàn một đời. Một đời người đâu có bao lâu, từ khi mang tiếng khóc ban đầu là đời chìm trong kiếp bể dâu. Người sao không thương người đến khi chia tay lìa đời, ta mang theo được gì đâu. Thank you.
hiến cơ sản cơ không. Đông Phúc một thôn tư phùng
Nhân đức tiêu thị huyền, hiếu nam trần văn minh. Nhân đức trần thủy cẩm loan, cô ai nữ trần thủy loan. Trần thủy phụng, trần thủy cẩm nhung. Nghĩa tế đoàn tắc linh, nội tô nam trần trung hiếu, trần gia hưng, trần minh khải, trần minh khôi. Ngoại ngoại tô nam đoàn quận quy, đoàn khánh duy, đồng tan mặn đặng cảnh chỉ bàn so, kiên ngân thanh thước thứ tổ chi cảm chiêu cao. Mãn trời cùng em
Thank you.
nguyện thắp lên một nén hương trầm, một nén hương trầm, hương trầm bay lên, hương trầm bay lên, dâng về vì con, tóc cha giờ phôi pha.
cha bên mình. Người là ngọn đuốc sáng luôn soi đường cho con bước đi. Dù có nắng mưa dãi dầu, dù có đắng cay không ngại, rồi mai đây con lớn khôn đạp nền ơn sâu. Một đời cha thương con thương thật đóng đầy, một đời cha hy sinh chẳng quan nhọc nhằn, để ngày mai tương lai con rạng ngời là tình cha vơi vơi như thái sơn. Một đời cha thương con thương thật đóng đầy, một đời cha hy sinh chẳng quan nhọc nhằn, để ngày mai tương lai con rạng ngời là tình cha vơi vơi như thái sơn, là tình cha vơi vơi.
xa tôi. Bỗng một ngày cha tôi lìa bỏ cuộc đời. Cha ơi, một ngày mất cha, con bơ vơ biết đi về đâu. Con gục đầu chỉ thấy đêm đen. Con gục đầu chỉ thấy đêm đen. Cha tôi lìa căn nhà này, cha đi vào lòng đất sâu. Con ngậm ngùi khóc cha nhìn cha, con ngậm ngùi nhìn bóng cha đi. Đôi dòng lệ tuôn mãi không ngơi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con để đời con chót kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, chọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi, từng ngày mất cha, con dại khờ giống như trẻ thơ. Con dại khờ nhìn áng mây trôi, con gọi thầm chẳng thấy cha đâu. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con chọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, chọn đời con không còn thấy cha. Bỗng một ngày khăn tang sầu heo hắt. Căng tang che dấu mặt người. Cha ơi, giọt lệ ướt mi, con ngồi nhìn lá rơi mùa thu. Con chẳng còn những tiếng ru xưa, nay chỉ còn phanh trắng. Và bây giờ sau khi quý vị đã nhận hết tâm thì mỗi quý vị quay mặt vô trong của quyền rồi thỉnh thả ở phía trong cũng như thể là ở phía ngoài hoặc là hướng về trong phía trong của quyền. Và nhà đã nhận hết tâm cho quý vị ơi. Và lễ kính đức Phật và đức thầy, xin kính thưa ơn quý bà con trong thân tập bà con láng giềng và dì cháu chủ gia cũng là chủ sự của lễ tăng và cùng tất cả các bà con trong đồng đạo và thân tập xa gần thì cũng được biết hôm nay là ngày 26 tháng 4 năm Giáp Thìn, nay là ngày lễ Bi Quan An Táng thân xác của dì cháu thực dân là Trần Văn Lan.
đã từng trần hưởng thọ cháu 15 tuổi. Vì sao nhà Phật thì con người sau khi chết thì cũng còn có cái linh hồn mà Đức Thầy đã cho biết là xác xin mất cái hồn tên chẳng mất. Và mai cơ duyên chúng ta đã gặp Đức Thầy qua cái giáo lý trên truyền của Thầy cũng đã dạy cho ta là cầu linh hồn có được giảng sanh nên chỉ rõ đường đi nước bước. Còn về trong tam lễ thì Đức Thầy cũng đã dạy cho ta là nay ta đã quy y đầu Phật thì do sự thành tâm cầu nguyện và đem thích thật trái của anh chị em trong đạo mà cầu nguyện vong linh người chết được chúng sanh về cõi thọ. Thế nên gia đình hôm nay cũng đã hiểu rõ sự nhiệm màu và lòng từ bi của Đức Phật nên nhân lễ như qua năm tám hôm nay thì gia đình cũng có đặt bàn cầu Phật thì sắp hơn qua năm tịnh thị nhân cúng cho tam bảo và cũng được sự tham dự của quý bà con trong thân tập cùng đồng đạo xa gần cùng đồng đến đây để hiệp tâm cùng gia đình trước chư phụ cùng gia đình trong thắp nén tâm hơn màu nguyện cầu cho hôn nhân của dự được giảng sanh điều này một đạt thì với nghĩa tử và tấm lòng cao đẹp đó thì tôi đang định dựng gia đạo được thân tâm từ đạo trợ quả vui vui nhờ hướng độ hút dân tình hơn đại đồng với giáo phận và trong thấy tự hành nhiệm vụ nếu có điều kiện chưa tốt của nhà quý vị niệm tình quan hệ thành thật cảm ơn và giờ đây đã nhận hình xong để bắt đầu vào buổi cầu cứu nước nước là phật để thích theo tôn giáo tỉnh đồng tâm về ngôi của quyền làm tỉnh ba giá nam mô a di đà phật và các con đời con trai thân thân tỉnh quay ra phía trước và hướng về bàn thân thế và bàn cầu phật đồng tỉnh ba giá nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật và vừa qua là phật tỉnh chúng thức là các quý vị trong trận đại dương đông thì kính thưa quý vị thì hôm nay cái phần lễ tu quan đó có cái phần lễ tình cũng quyền cho thầy tam bảo của gia đình để như vậy thì tất cả đều hướng về ngôi của quyền đồng xá ba xá nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật và có phương tiện tỉnh quyền và đức quỳ đồng đức thân minh giác đã thành tâm khẩn nguyện nam mô a di đà phật cúi kính dâng hương trước chủ quyền cầu trên thất tổ chúng lòng thiền. Hôm nay là ngày 26 tháng 4 năm Giáp Thìn, nay là ngày lễ liên quan an táng cho trần dân lem đã từ trần vào lúc 20:08 ngày 21 tháng 4 năm Giáp Thìn hưởng thọ 65 tuổi. Nay các con trong gia đình và hữu quyến đồng thành tâm kính trình lên âm trên thủ quyền sách tổ cảm ứng chứng minh cho chúng con làm lễ đi qua an táng và cũng nhờ trên thủ quyền sách tổ đã gia hộ phúc lành cho chúng con để cầu nguyện nhờ thật tổ phật thầy từ bi cứu độ cho linh âm thượng tốt tốn mê đồ và các mềm cực lạc nam mô a di đà phật tỉnh xá một xá về đức lành. Ở trên phần này thì cũng thông báo cho quý vị để mai truyền cho ba cây hương có ba vị đại diện dường thượng hương của mình. Nam mô ta bà giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô ta bà giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Đẳng Đại Thành Chư Quan Phụ Thành Chư Vị Chất Thành Chư Vị Năm Non Bảy Núi Cảm ứng chứng minh. Hôm nay ngày 26 tháng 4 năm Giáp Thìn, nay là ngày lễ liên quan an táng cho trần dân lan đã từ trần vào lúc 20:08 ngày 21 tháng 4 năm Giáp Thìn hưởng thọ 65 tuổi. Nay các con trong gia đình hữu hiếu cùng đồng đạo đồng thành tâm nguyện cầu nhờ ở trên Phật Tổ Phật Thầy từ bi cứu độ cho linh được thoát nón mê đồ và các mình thật là nam mô a di đà phật thịnh xá một xá về đức lành. Và nam mô a di đà phật hưởng nắng hơn thành kính ở được thượng lên tam bảo xong tỉnh xá một xá rồi quỳ xuống để lại tạ đức phật cúng lại và chí tâm thánh lễ nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật và bốn lại xong thỉnh đứng lên và kính đức phật và hai vị bồ tát nam mô a di đà phật nam mô trước bàn cầu phật
Không thêm đồng cảnh ba xá Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di cầu cái nguyện chuyện gì thần tâm để được những gì thì Tây Phương Tây ở mỗi xa thành tâm thì có Phật mà đáo lai. Để cho buổi lễ hôm nay có Phật kết quả thỏa đáng thành quý vị thanh trang nghiêm tâm thanh tịnh lòng hướng về Phật tài đồng kính lễ cẩn và xá ba xá Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thầy. Nay chúng con thành tâm cầu nguyện cho ông Trần Văn Lem hưởng thọ 65 tuổi nay lễ di quan an táng. Nhà ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh được thoát chú mê đồ giác thanh miệng cực lạc. Nam Mô A Di Đà Phật thỉnh xá dễ đúng lành. Và đồng xá hữu xá Nam Mô A Di Đà Phật và để sâu thôn thống nhất. Và sau khi hơn rực vương cực lạc thế giới tam thập lục có dạng nhất thập và nhất dạng tu thiên mẫu ba đồng danh đồng miệu đại từ đại bi tiếp dẫn vong linh A Di Đà Phật và trí tâm thanh nãy Nam Mô A Di Đà Phật. Và thỉnh chắp tay rồi mình có nguyện tiếp. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Nhất Nhất Thập Ba Nhất Vạn Cửu Thiên Mẫu Ba Đập Danh Đồng Miệu Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Vong Linh A Di Đà Phật. Để thiết tâm đảnh lễ Nam Mô Thập Lục Vạn Nhất Nhất Thập Ba Nhất Vạn Cửu Thiên Mẫu Ba Đồng Danh Đồng Miệu Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Vong Linh A Di Đà Phật. Thì trí tâm đảnh lễ Tam Thập Lục Vạn Nhất Thập Ba Nhất Vạn Cửu Thiên Mẫu Ba. Kính thưa Ban Chư Sự Giáo Hội Phật Giáo và Hảo Xã Chính Thành, kính thưa Ban Tế Tự Đình Thành Chủ Nhiệm, kính thưa các vị khách quý, kính thưa chư vị lo nuôi dạy đàn con nhỏ, anh chị mua được chiếc xe để đi mua lúa, cuộc sống bắt đầu cũng tốt, vì buôn bán có đồng tiền mua ra ở đâu cuộc sống buôn bán như thế là ổn định, làm ngờ đã bị theo ý như ý đồ của gia đình, buôn bán này càng gia cảnh nợ nần vốn thiết, càng không đủ tiền mua lúa khó khăn, có mọi mượn một xe lúa để có vốn buôn bán, cuộc sống khó khăn với anh và lúc anh muốn nguyên khoản tiền là khoảng 20 năm về trước, vì thương cha mẹ cháu làm ruộng vất vả gửi từ nơi rất khách quê người dành dụm được tiền bạc gửi về cho gia đình, nhờ thế anh chị đỡ khổ cực hơn, thoát qua cảnh nghèo túng đó. Đồng thời anh chị nuôi dạy các con nên người, ăn học đầy đủ. Giờ đây hai đứa con trai của anh đã có nghề nghiệp ổn định. Đồng thời anh cưới vợ gả chồng cho đàn con có gia cư nghề nghiệp đầy đủ. Anh chị có ba
vì lo lắng ở nhà có đám giỗ người cô, bằng thì lo tổ chức như gia đình, anh không có thời gian nghỉ ngơi. Lúc đó anh cũng không lo đến sức khỏe của mình, không dùng thuốc. Đến lúc máu lên cao, anh cũng không chịu nổi, đành ngã quỵ trước dùi trống. Hỏi ôi, trong lúc mọi người đang vui vẻ, còn anh lại bị cơn đau đớn, với anh làm cho gia đình đau đớn. Anh được chở đi cấp cứu đến bệnh viện, các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng than ôi, định mệnh đã an bài, Đức Thầy đã cho nhiều thuốc, nhưng người sao ngăn trước được. Mà biết cái câu lực anh cũng không. Tiếp theo là đến cái phần để trợ duyên cho tăng gia tưởng niệm và tri ân người quá giảng ở về cái phần ai cũng được sự tham dự của bà con năm tháng tập cùng gặp lại gia đình cùng gặp đến đây để hiện tâm cùng gia đình và trước kia buồn thời trong tăng gia thành họ để có giữa mặt đó. Yeah.
tay nhắm mắt theo chiếc xe tang, hai hàng ngựa trắng đi đầu. Rồi có một ngày hồn nhạc tôi tiêu điều, điệu đàn và lời ca sầu heo giữa nơi nghĩa trang bao điều hiu. Rồi có một ngày em không thương không nhớ, em sẽ quên đi tháng ngày mình sống mong chờ. Thời gian còn lại chỉ là một mộ bia hoang tàn, lạnh lùng sương phù trắng véo von côn trùng lắng thở dài. Bạn thân ơi thôi rời xa, người yêu ơi thôi rồi quên, còn có nhớ nhớ gọi tên nhưng thờ đầy ân tình. Nằm dưới đáy chốn mộ sâu chỉ nghe vang bao niềm đau, lạnh buốt giá rét từng đêm, rét từng đêm. Rồi có một ngày rêu xanh trên bia đá, tim ngắt không gian, mây trời gọi gió mưa nhòa, mộ vắng đường dài, chẳng còn ai qua lại, chẳng còn nhang còn khói, xót xa cũng buồn tháng ngày trôi. Thân ơi thôi rời xa, người yêu ơi thôi rồi quên, còn có nhớ nhớ gọi tên nhưng thuở đây ân tình. Nằm dưới đây chốn mộ sâu chỉ nghe vang bao niềm đau, lạnh buốt giá rét từng đêm, rét từng đêm. Rồi có một ngày rêu xanh trên bia đá, tim ngắt không gian, mây trời gọi gió mưa nhòa, mộ vắng đường dài, chẳng còn ai qua lại, chẳng còn nhang còn khói, xót xa cũng buồn tháng ngày trôi. Thank you.
là Trần Kim Liên, 65 tuổi. Mình là tín đồ đạo Phật giáo Bà Hảo, thầy tổ của Chí Dài. Em cũng xin nhắc lại một anh dạy thương minh. Thầy tổ có chỉ dạy là nếu như ai cố chí làm lành, chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, cả vũ trụ khắp cùng dạng vật, dù tiên phàm ma quỷ xuất sanh, cứ dứt tâm tính nguyện thượng hành, cứu cánh về nơi an dưỡng, chỉ một kiếp tay cương phòng nước có cơ bản chứa được cương phòng. Kính thưa anh Trinh Quốc, kính thưa Thầy Cha, anh Dũng Cha, anh Địa Phật nha, Nam Mô A Đà Phật. Nam Mô A Đà Phật, anh Tổng Gia Hậu Đồng cho vợ và con cháu trong gia đình được mạnh khỏe trên những thứ quà là Phật Thánh Thân. Rồi bà chị, trước đây bà chị. Không biết nghe các con cháu nghe. Chị đừng có giúp. Chị đừng có giúp. Chị đừng có giúp. Chị đừng có giúp. Rồi dẹp cái chén bên mặt bên luôn ha, bên chèo luôn nha. Chèo luôn rồi. Chuyển thành. À đúng rồi ha, chuyển nha. Dỡ lên chụp chặt hết. Rồi anh em là có quẹt không anh em? Rồi ai có quẹt không? Nhậu chị. Đi nhậu. Đốt nhiều phần nhang dục. Rồi kính thưa chị và tan gia con cháu trong gia đình thần hai mẫu anh vừa xong mà tan gia con cháu của phần mộ bằng dòng xá ba sáng. Hương linh của anh có danh là Trần Văn Đem, 65 tuổi. Được tốt nhân hôm nay vào ngày 26 tháng 4 năm Giáp Thìn là ngày khai mộ trong vừa xong. Hôm nay vợ và gió con đã về nhà để sáng chiều hương khói cùng hương những cầu trăng và công việc khai mộ được xíu cánh về nơi tổ thọ xá trăm hậu. Đưa cái giấy kè tù đẹp tôi bị tốt giấy cho tôi đi. Đỉnh bao vô nhà, tù gái nên không vô. Cái đất này là để trên không phải dưới. Khẩu lên trên. Để nó cho mấy thợ ta biết. Để cho mấy thợ biết rồi. Lấy chén vô. Để cát thì lấy cát không lấy đất. Để cát con. Cát con hỏi mấy đó.